Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh tin tức mới 365. Ngọc Hoa xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Khởi tố thêm 2 phó tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn. Bắt nguyên phó chủ tịch quận ở Đà Nẵng vì nhận hối lộ. Triệt phá đường dây cá độ trực tuyến giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng. Kỷ luật luật sư bảo vệ bị hại vụ Tịnh Thất Bồng Lai rồi lại bảo chữa cho bị cáo. Xử lý người làm sai để bảo vệ người làm đúng. Khởi tố thêm 2 phó tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn. Kính thưa quý vị, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 phó tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV Hoàng Hải Đăng và Nguyễn Đình Phú. Hai ông Đăng và Phú cùng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản, gây thất thoát lãng phí. Trước đó, đầu tháng 11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố 6 bị can trong vụ án và bắt tạm giam các ông Nguyễn Tiến Trung, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên và Nguyễn Phương Ngọc, nguyên tổng giám đốc Resco cùng tội danh trên. 6 bị can bị khởi tố bao gồm Nguyễn Tiến Trung, 66 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Resco, Nguyễn Phước Ngọc, 59 tuổi, nguyên tổng giám đốc Resco, hiện là chủ tịch hội đồng thành viên công ty quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Hữu Hải, 47 tuổi, kiểm sát viên Resco từ 2010 đến 2016; Trần Công Đức, 65 tuổi, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 64 tuổi và Đỗ Văn Phúc, 68 tuổi, cùng là thành viên hội đồng thành viên của Resco. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng với 2 bị can Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Phước Ngọc. Các bị can bị khởi tố do các sai phạm liên quan đến các dự án thuộc mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt và mặt bằng tại 682 Hồng Bàng thuộc quận 11. Bắt nguyên phó chủ tịch quận ở Đà Nẵng vì nhận hối lộ. Thưa quý vị, Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn của quận Cẩm Lệ. Vào tối 7 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Thiên Sinh, 44 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, là nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân của quận Cẩm Lệ; Võ Thành Quý, 36 tuổi, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ; và Nguyễn Đặng Nhất Huy, 41 tuổi, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng. Theo Công an Đà Nẵng, việc bắt 3 bị can nói trên để điều tra về 2 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Triệt phá đường dây cá độ trực tuyến giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Vũ Đình Thắng có hơn 10 đại lý ở nhiều tỉnh thành phố với số tiền giao dịch cá độ trên trang mạng bóng88.com hơn 3.000 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bóng88.com, số tiền sử dụng giao dịch để cá độ ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Công an đã triệu tập 12 người để làm rõ. Trước đó, Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bóng88.com có quy mô lớn, hoạt động tại Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An và một số tỉnh thành phố trên cả nước do Vũ Đình Thắng sinh năm 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm đầu. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5 tháng 12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp và triệu tập 12 nghi phạm để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ một ô tô, 130 triệu đồng, 16 điện thoại, một iPad, 7 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi trên. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm này thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bóng88.com. Tiền được thanh toán trực tiếp vào thứ hai hàng tuần và qua tài khoản ngân hàng. Công an sơ bộ xác định tài khoản cấp tổng đại lý của Vũ Đình Thắng có hơn 10 đại lý ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, số tiền sử dụng giao dịch cá độ của đường dây này là trên 3.000 tỷ đồng. Kỷ luật luật sư bảo vệ bị hại vụ Tịnh Thất Bồng Lai rồi lại bảo chữa cho bị cáo.
Thưa quý vị, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 24 tháng đối với luật sư Trần Quốc Dũ, 39 tuổi, vì đã vi phạm luật luật sư và bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Cụ thể là Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 24 tháng đối với luật sư Trần Quốc Dũ, 39 tuổi, vì đã vi phạm luật luật sư năm 2006, bổ sung một số điều của luật luật sư vào năm 2012 và Bộ Quy tắc Đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam vào năm 2019. Được biết, ông Dũ bị kỷ luật vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng vụ án hình sự. Theo nội dung vụ án này, tháng 10 năm 2019, ông VVT, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã dẫn theo nhiều người xông vào tỉnh thất Bồng Lai do hộ của bà Cao Thị Cúc xây dựng ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để tìm con gái vì cho rằng con của mình ở đây. Trong lúc nhóm ông T tới tìm con gái, ông Lê Thanh Nhị Nguyên đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả, làm trúng tay của bà Châu Vinh Hóa, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hóa lúc này cầm miếng gạch men vỡ ném trở lại, khiến ông Nguyên bị thương với tỷ lệ 13%. Ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau đó cả các bị cáo và bị hại đều kháng cáo. Sự phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An chấp nhận một phần kháng cáo của bà Hóa, tuyên phạt bà Hóa 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, ông Dũ cung cấp dịch vụ pháp lý cho ông Lê Thanh Nhị Nguyên là bị hại trong vụ án hình sự. Sau đó, ông Dũ lại cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng mới là bà Châu Vinh Hóa, là bị cáo trong vụ án hình sự đó. Xử lý người làm sai để bảo vệ người làm đúng. Kính thưa quý vị, trước nhiều ý kiến lo ngại về các tác động khi chính phủ mạnh tay xử lý các vi phạm có liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, dù có tác động tới tâm lý các thị trường nhưng xử lý sai phạm là việc phải làm. Đây là động thái thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc lành mạnh hóa các thị trường. Để lành mạnh hóa thị trường, thời gian vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng mạnh tay với các vi phạm trên thị trường chứng khoán, trái phiếu và bất động sản, sau đó là các cuộc điều tra. Tháng 4 năm 2022, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã bị bắt tạm giam khi có cuộc điều tra mở rộng và cáo buộc thao túng cổ phiếu tại Tập đoàn Phát triển Bất động sản FLC. Tiếp đến là những doanh nghiệp gạo cội như Tân Hoàng Minh và mới đây là Vạn Thịnh Phát đã lần lượt bị gọi tên. Thị trường bất động sản, trái phiếu, ngân hàng rúng động và rơi vào những khó khăn liên tiếp. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã liên tục ban hành các quyết định xử phạt cá nhân, cơ quan doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán. Cùng với đó, Chính phủ cũng nghiêm khắc yêu cầu các doanh nghiệp thu hồi trái phiếu phát hành sai quy định. Nhưng động thái mạnh liên quan đến xử lý sai phạm các doanh nghiệp nêu trên dẫn đến tâm lý lo lắng và đua nhau rút tiền của các nhà đầu tư. Hoạt động phát hành trái phiếu sau quý 3 giảm cả số đợt phát hành lẫn quy mô. Tháng 10 hoàn toàn vắng bóng hai nhóm phát hành chủ lực là bất động sản và tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khó thanh khoản, phải bán tài sản để trả nợ trái phiếu, chứ không để nhà đầu tư mất niềm tin. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc xử lý sai phạm là cần thiết. Tuy nhiên, điều này đã tác động lớn đến trường, khiến các nhà đầu tư lo lắng mất niềm tin. Chỉ là con sâu, nhưng làm giàu cả nồi canh khiến thị trường lao đao, khó khăn. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều người tỏ ra lo lắng nếu chính sách quá mạnh tay sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thị trường tài chính và có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ trước sau vẫn khẳng định, chấn chỉnh các thị trường này không làm không được bởi cần xử lý người sai, bảo vệ người đúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ, Thủ tướng đã nhấn mạnh xử lý người làm sai để bảo vệ người làm đúng. Và nay, trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023 vào sáng ngày 6 tháng 12, Thủ tướng tiếp tục khẳng định lại tinh thần đó và nhắc lại, dù có tác động tới tâm lý hoạt động của các thị trường ở mức độ nhất định, nhưng đây là việc phải làm. Đây là tuyên bố cứng rắn của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, nhưng hoàn toàn phù hợp với những diễn biến phức tạp hiện nay. Người sáng lập công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam Holding, ông Phùng Trung Kiên cũng đồng quan điểm. Nỗ lực của Chính phủ trong việc giải quyết thao túng cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến tâm lý và dòng tiền trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, điều đó là không tốt cho thị trường.
Thực tế, trước khó khăn của thị trường, chính phủ luôn chỉ đạo điều hành và bám sát, nắm bắt tình hình, có phản ứng chính sách, đưa ra các giải pháp phù hợp. Chính phủ đã thành lập 3 tổ công tác liên quan đến thanh khoản tín dụng, thị trường bất động sản và trái phiếu để nhanh chóng nắm bắt và có giải pháp kịp thời trước những diễn biến mới của thị trường. Trước, các bộ ngành cũng đã vào cuộc nhanh chóng đồng loạt, liên tiếp tổ chức các cuộc họp lắng nghe tình hình, kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp liên quan tới tập trung xử lý, ổn định tình hình. Mới đây, chính phủ đã chủ đạo Ngân hàng Nhà nước nới zoom tín dụng 1-2% để bơm vốn cho nền kinh tế đang khát. Chính phủ cũng đang chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến trái phiếu và chứng khoán. Nhờ những động thái tích cực nêu trên mà tình hình đã ổn định trở lại, niềm tin của thị trường cũng đang được củng cố, tăng thêm. Tuy trước mắt thị trường tài chính sẽ vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần, lợi ích, hài hòa, rủi ro chia sẻ, thì bước đầu đã định hình được những việc cần làm để cùng nhau giải quyết. Về lâu dài, việc xử lý sai phạm, thanh lọc thị trường là yêu cầu tất yếu giúp thị trường phát triển. Hoạt động này về bản chất sẽ mang lại lợi ích cho chính các nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp làm ăn chân chính.